Em xin kính chào và chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA trong suốt thời gian qua và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Kim. Kim Phạm mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chương trình cập nhật news sẽ được Kim phát sóng mỗi buổi chiều vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Kim xin gửi đến quý vị một số tin tức trong ngày 6 tháng 8 năm 2021 như sau. Những ai chưa tiêm phòng có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 cao hơn gấp đôi. Thông tin thứ hai đó là tổng thống Joe Biden gia hạn tạm dừng thanh toán khoản vay cho sinh viên lên đến à, đến năm 2022. Thông tin tiếp theo là à, bị từ chối một khoản tín dụng kiểm tra kích thích có phải không? IOS đã gửi 5 triệu thông báo lỗi toán học cho những người nộp hồ sơ đã yêu cầu khoản tín dụng hoàn trả khôi phục nhưng nó không thông báo đầy đủ cho họ về cái quyền lợi mà họ cần à, được có. Những người không nhận được check kích thích lần đầu hoặc là lần thứ hai hoặc không nhận được đầy đủ số tiền. Và thông tin cuối cùng đó là sẽ cập nhật về check lần thứ tư, có check lần thứ tư hay không, cơ hội cho check lần thứ tư là bao nhiêu xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin chi tiết này nha theo một nghiên cứu Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa và Dịch bệnh CDC công bố hôm thứ Sáu là ngày hôm nay, những người chưa được tiêm chủng có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao hơn gấp đôi so với những người được tiêm chủng đầy đủ. Nghiên cứu xác định rằng những cư dân Kentucky chưa được tiêm phòng đã bị nhiễm coronavirus được xác nhận vào năm ngoái có khả năng tái nhiễm cao hơn đáng kể so với những người được coi là được tiêm phòng đầy đủ. Nghiên cứu luận rằng những người chưa được tiêm phòng phòng có nguy cơ tái nhiễm COVID cao gấp 2,34 lần. Nghiên cứu liên quan đến 246 cư dân của Kentucky đã bị tái nhiễm vào tháng 5 và tháng 6 năm nay sau khi có một trường hợp được xác nhận năm 2020. Họ được so sánh với 492 đối chứng bị nhiễm vào năm 2020 nhưng không bị tái nhiễm sự tái nhiễm trước đây đã được nghiên cứu trong môi trường phòng thí nghiệm nhưng cdc lưu ý rằng có rất ít dữ liệu trong thế giới thực uh, giống như là đưa tin thực về chủ đề này tin có liên quan thì công nhân liên bang À, nói à, nói dối về tình trạng tiêm chủng có thể bị phạt tiền và đuổi việc thì các nhân viên liên bang là federal employment đó employee đó quý vị à, nói dối trên một biểu mẫu chứng thực tình trạng tiêm chủng coronavirus của họ có thể bị phạt cách thức hoặc là thậm chí bị truy tố theo một bản sao của biểu mẫu được công bố hôm thứ sáu thì tổng thống Joe Biden đã thông báo vào tuần trước rằng chính quyền của ông sẽ yêu cầu nhân viên liên bang là federal employee và các nhà thầu tại chỗ uh, on-site um, contractor đó chứng thực rằng họ đã được tiêm chủng hoặc nếu họ chưa được tiêm chủng hoặc là từ chối à, làm như vậy thì hãy tiến hành kiểm tra thường xuyên là mỗi tuần phải đi thử xét nghiệm covid một, một lần nếu bạn không gửi chứng thực đã ký này hoặc là bất kỳ xét nghiệm covid âm tính bắt buộc nào thì bạn có thể bị từ chối vào cơ sở của liên bang tài liệu nêu rõ Thông tin tiếp theo là chính quyền của ông Joe Biden đang gia hạn việc tạm dừng thanh toán khoản vay cho sinh viên liên bang do đại dịch coronavirus đến hết ngày 31 tháng 1 mà chính quyền đã mô tả là lần gia hạn cuối cùng thì các khoản thanh toán cho khoản vay dành cho sinh viên đã bị tạm dừng kể từ khi quốc hội thông qua đạo luật CARES vào năm ngoái nhưng sẽ được tiếp tục vào tháng 9 trong thời gian tạm dừng thì người vay không còn phải thanh toán và lãi suất sẽ không tính lũy trên số dư còn lại của họ. Bộ giáo dục đã mô tả đây là sự gia hạn cuối cùng của thời gia hạn dừng trong thông báo chính thức vào chiều thứ sáu. Chính quyền cho rằng thời gian bổ sung sẽ cho người vay cơ hội lập kế hoạch đợi tiếp tục thanh toán khoản vay, do đó giảm rủi ro người vay sẽ bị trả nợ hoặc là không trả được nợ. Gia hạn mới cho người vay 6 tháng cho đến khi các khoản thanh toán sẽ tiếp tục. Ông Biden đã phải đối mặt với áp lực từ các nhà lập pháp cấp tiến yêu cầu hủy bỏ nợ lên đến 50.000 đô la cho mọi người vay của khoản nợ sinh viên do liên bang nắm giữ thông qua lệnh hành pháp. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính quyền sử dụng quyền điều hành hiện có của mình để hủy bỏ khoảng 50.000 đô la của sinh viên. Hủy nợ cho sinh viên là một trong những hành động quan trọng nhất mà Tổng thống Biden có thể thực hiện ngay bây giờ để xây dựng một nền kinh tế công bằng hơn và giải quyết sự bất bình đẳng về chủng tộc. Chúng tôi mong muốn được nghe các bước tiếp theo của chính quyền để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của sinh viên, các nhà lập pháp cho biết thì đó là cũng tin vui đến những anh chị em nào mà đang còn thiếu nợ đi học cũng như là những cô chú bác và anh chị em nào có con đang mượn tiền đi học thì cái ai mà đang có nợ thì sẽ được gia hạn và chính quyền của ông Biden đang nhắm tới những người đang nhắm tới kêu gọi sẽ hủy bỏ cái khoản nợ 50.000 đô la. Thì khi Kim có thông tin mới nữa thì Kim sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị nha. Thông tin tiếp theo là Sở thuế vụ IOS đã đưa ra khoảng 5 triệu thông báo lỗi, toán học đã bỏ qua việc thông báo cho mọi người về các quyền hợp pháp đầy đủ của họ. Theo một bản cập nhật từ dịch vụ bên vực người nộp thuế trong tuần này thì các lá thư được gửi đi do IOS sửa chữa tờ khai thuế của người dân không đề cập đến một chi tiết quan trọng rằng người nộp thuế chỉ có 60 ngày để tranh chấp về lỗi được đề cập. Đó là sự vi phạm rõ ràng quyền được thông báo và quyền được hưởng một hệ thống thuế công bằng và công bằng của người nộp thuế. Những bức thư bị lỗi đã được gửi đến những người nộp thuế đã yêu cầu khoản tín dụng hoàn trả, phục hồi trên tờ khai thuế năm 2020 của họ. Khoản tín dụng cho phép những người không nhận được chất kích thích lần đầu hoặc là lần thứ hai hoặc không nhận được đầy đủ số tiền để yêu cầu À, chúng trên tờ khai thuế của họ và nhận à, chúng như là một phần của khoản thuế. Tùy chọn này đã gây ra nhiều nhầm lẫn về tính đủ điều kiện dẫn đến rất nhiều lỗi toán học hợp pháp. Nhưng nếu quý vị nhận được thông báo lỗi toán học từ IRS, quý vị vẫn có quyền tranh chấp nó trong vòng 60 ngày và yêu cầu điều gì được gọi là tự động loại bỏ trong thời gian đó iOS phải đánh giá lại việc sửa chữa đó là lý do tại sao điều quan trọng là mọi người phải nhận thức được thời hạn 60 ngày thì các thông báo được đề cập là thông báo CP11 hoặc là thông báo CP12 như là TAS đã chỉ ra, những thông báo này thậm chí không bao gồm thuật ngữ lỗi toán học trên chúng. Vì vậy nó chỉ là một tình huống khó hiểu xung quanh. Nhưng tin tốt là iOS sẽ cho những người nhận được một trong những bức thư bị lỗi này thêm thời gian theo bản cập nhật thì nó sẽ gửi thông báo bổ sung cho những người nộp thuế bị ảnh hưởng và bắt đầu lại thời hạn 60 ngày với các thông báo mới và thông tin cuối cùng có nhiều cô chú và anh chị em đang rất là quan tâm là liên quan đến tấm chát lần thứ tư thì vẫn còn rất nhiều sự quan tâm và tiềm năng cho tấm chát lần thứ tư vì vậy kim muốn cập nhật tình hình hiện tại cho quý vị biết thì các chính trị gia hiện đang hoàn thiện dự luật cơ sở hạ tầng vật chất họ đang thực hiện một số thay đổi và sửa đổi vào phút cuối nhưng vẫn không có đề cập đến tấm chát lần thứ tư trong cái phần một của cái dự luật cơ sở hạ tầng quý vị cũng biết là À, cái dự luật này bao gồm hai phần một phần là physical một phần là về con người thì cái phần một đó không có đời cặp tấm chết mọi người đang hy vọng rằng người mỹ sẽ nhận được một kiểm tra kích thích khác trong dự luật cơ sở hạ tầng của con người là phần thứ hai sau khi dự luật cơ sở hạ tầng vật chất được thông qua thì các chính trị gia sẽ tiếp tục làm việc với dự luật cơ sở hạ tầng cho con người. Tại thời điểm này thì tám chất lần thứ tư cũng không có trong dự luật cơ sở hạ tầng con người như quý vị. Tuy nhiên, dự luật nay sẽ được xem, à, dự luật này đó sẽ được xem lại và sẽ được hoàn thiện lại. Vì vậy, có thể à, tám chất lần thứ tư sẽ được chèn vào dự luật vào phút cuối nhưng Kim nghĩ điều này cũng hơi khó xảy ra. thì à, quý vị nghĩ làm sao? chúng ta rất có thể sẽ không nhận được một tấm chất kích thích khác bởi vì các nhà dân chủ họ không có thúc đẩy cho cái điều này quý vị vì vậy nếu như mà một kiểm tra uh, một cái tấm chất khác uh kết thúc trong cái dự luật cơ sở hạ tầng con người thì cách duy nhất quốc hội sẽ thông qua là như thế này có hai cách quốc hội sẽ thông qua một kiểm tra kích thích khác thứ nhất nếu đại dịch trở nên tồi tệ hơn đây sẽ là nếu như cái biến thể delta vượt khỏi tầm kiểm soát hoặc là nước mỹ sẽ phải đóng cửa một lần nữa hoặc là thứ hoặc là thứ hai á, thì cái tỷ lệ phần trăm thất nghiệp tăng lên đáng kể thì có thể mình à, mọi người sẽ có thể tấm, có tấm chất lần thứ tư thì quý vị cũng biết vào tháng 4 năm 2020 thì tỷ tỷ lợi thất nghiệp đạt lên tới 14% đến đến ngày hôm nay thì tỷ lợi thất nghiệp đã giảm xuống còn là 5,4%. Nếu tỷ lợi thất nghiệp trở nên tồi tệ hơn đáng kể thì điều đó sẽ cũng cố lập luận cho một kiểm tra kích thích khác là cho có thể có tính chất lần thứ hai thứ tư. Nhưng Kim muốn nói rõ rằng nhiều người Mỹ đang tiếp tục đấu tranh với cuộc khủng hoảng này, tuy nhiên các chính trị gia họ thực sự không muốn đưa ra một biện pháp kích thích nào khác trừ khi họ thực sự phải làm như vậy và điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn hiện tại. Thưa quý vị, đến đây Kim xin tạm dừng video và hẹn gặp lại quý vị trong video sau nha. Chào tạm biệt.